quan sát khả năng sản sinh enzyme của heraboclite trên mặt rỉ đường và heraboclite trên đường cát. Thử nghiệm khả năng sinh cellulase trên cơ chất là CMC. Tiếp theo là khả năng sinh protease trên cơ chất là casein. Cuối cùng là khả năng sinh amylase trên cơ chất là tinh bột. Chuyển sang protocol thứ hai, heraboclite đối với lại đường cát. Thử nghiệm enzyme Senola trên môi trường cơ chất là CMC. Thuốc nhuộm là dung dịch đỏ luôn, đỏ Congo. Để yên trong vòng 1 phút. Tiến hành rửa là dung dịch bằng dung dịch natri cloro 1m. Để yên trong vòng 1 phút.
tiến hành thử enzyme, thử tác dụng của enzyme trên cơ chất. Trên cơ chất là tinh bột thì sinh ra enzyme amyla, nhận biết bằng cách là sử dụng dung dịch glucon rồi có iốt để nhận màu cho. Vùng có tinh bột sẽ bị chuyển thành màu tím. Vòng hoa lơ sáng xung quanh chứng tỏ là ngôi cơ chất tinh bột đã bị phân hủy và không bắt màu với dung dịch glucon. Thành cái protocol thứ hai.